chiều 19 tháng 11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu Quốc hội thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ để thông báo kết quả kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 theo hình thức trực tuyến giữa điểm cầu văn phòng chính phủ với tất cả quận huyện của thành phố. Tại buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến cử tri bày tỏ ý kiến về các vấn đề xung quanh công tác phòng chống dịch của thành phố, hỗ trợ doanh nghiệp quay lại sản xuất đảm bảo an sinh xã hội. Vấn đề tăng giá các mặt hàng xăng dầu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật ảnh hưởng đến sản xuất đầu ra của người dân cũng được cử tri quan tâm. Trả lời ý kiến cử tri, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, các đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ luôn luôn suy nghĩ trăn trở làm sao có thể đóng góp sức lực theo quyền hạn chức năng của mình để sát cánh cùng sự phát triển của Cần Thơ. Thủ tướng cho rằng trong lúc này, bối cảnh của chúng ta không thể có lựa chọn hoàn hảo được mà ta chỉ có lựa chọn tối ưu. Vừa qua chúng ta làm theo tinh thần nghị quyết 128 của chính phủ và hướng dẫn 4800 của Bộ Y tế là phù hợp tình hình và mang lại hiệu quả. Kinh tế bước đầu có khởi sắc, cụ thể là về tăng trưởng công nghiệp, tăng trưởng nông nghiệp, ổn định kinh tế vĩ mô, tỷ giá giữ cơ bản. Về vấn đề vaccine, Thủ tướng mong cử tri thông cảm do việc khan hiếm vaccine toàn cầu. Hiện nay lượng vaccine thành phố được cấp đủ để tiêm cho 2 mũi cho người dân từ 18 tuổi trở lên. Về giải pháp bình ổn giá, các mặt hàng xăng dầu, vật tư nông nghiệp, phân bón, Thủ tướng cho rằng ý kiến cử tri phản ánh là đúng, chúng tôi rất trăn trở. Chính phủ đã giao Bộ Công Thương theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời có giải pháp đảm bảo cung cầu, đảm bảo hàng tiêu dùng thiết yếu, đồng thời phối hợp với các địa phương đảm bảo bình ổn thị trường trong các tháng cuối năm. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pluavongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.